Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin Hoa Thành Đốn. Sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin đặc biệt liên quan tới Việt Nam với ký giả Phạm Trần. Tôi là Phạm Trần, xin kính chào quý vị đã đến với bản tin đặc biệt trong ngày hôm nay, ngày thứ hai của chúng ta. Nhưng mà thưa quý vị, giờ này ở Việt Nam là sáng ngày thứ ba, một phiên tòa tái xử tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đang diễn ra tại Hà Nội vào giờ này. Thưa quý vị, tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã bị phạt tù 7 năm tù và 3 năm quản chế vào ngày phiên tòa ngày 4 tháng 4 tại Hà Nội. Cái phiên tòa đó chỉ diễn ra trong vòng 6 tiếng đồng hồ và đã bị quốc tế lên án. Các luật sư bào chữa của ông đã bị đuổi khỏi phòng họp sau khi các luật sư đòi tranh án phải trưng ra tất cả những cái tài liệu mà họ yêu cầu liên hệ đến vụ án Cù Huy Hà Vũ mà người ta gọi là vụ án chính trị. Tuy nhiên thưa quý vị, nhà nước cho rằng là tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ khi viết những cái bài lên án nhà nước và đòi dân chủ tự do và đòi hủy bỏ điều 4 hiến pháp cũng như là đòi phải phục hồi danh dự và tưởng niệm các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh tại chiến trường Hoàng Sa năm 1974 là tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa căn cứ theo điều 79 hình luật. Vì vậy người ta đã phạt ông 7 năm tù và 3 năm quản chế. Ngày hôm nay tại Hà Nội phiên tòa đang diễn ra. Chúng ta chưa có thể biết là cái phiên tòa này sẽ diễn ra như thế nào. Tuy nhiên trước đó một nhóm 25 trí thức đã yêu cầu tòa án Hà Nội cho họ có cái quyền tham dự, là bởi vì thưa quý vị, căn cứ theo điều 18 của luật hình sự thì nói rằng việc xét xử của tòa án được tiến hành công khai, mọi người đều có quyền tham dự trừ trường hợp do bộ luật này quy định. Tuy nhiên vào sáng ngày thứ hai của chúng ta, tức là đêm ngày thứ hai giờ Hà Nội, thì xe công an đã đến nhà của một số trong số 25 vị ký tên trong cái bản kiến nghị, trong đó có ông giáo sư Nguyễn Huệ Chi, có ông giáo sư Phạm Toàn và có hai linh mục của dòng Chúa Cứu Thế. Thưa quý vị, đó là linh mục Vũ Khởi Phụng, bề trên dòng Chúa Cứu Thế tại Hà Nội, và linh mục Nguyễn Văn Phượng, chánh sứ của xứ Thái Hà. Thì một xe cảnh sát đã đến nhà của giáo sư Nguyễn Huệ Chi và nói với ông rằng cấm ông không được dự phiên tòa vào sáng ngày thứ ba. Và giáo sư Nguyễn Huệ Chi đã phản đối và nói rằng ông sẽ tới dự. Sau đó công an nói chúng tôi 6 giờ sáng sẽ đến đây để chở ông đi. Và theo một vị giáo sư ở Hà Nội mà tôi đã trực tiếp nói chuyện thì cho biết rằng bây giờ mọi người đều lo lắng là không biết là cái xe công an đó sẽ đến ép buộc giáo sư Nguyễn Huệ Chi đi đâu. Và một số quý vị nữa cũng đã nhận được cái lệnh là không được tham dự cái phiên tòa tái xử ngày hôm nay. Tuy nhiên bây giờ tôi chưa có được biết tin tức ở Hà Nội như thế nào. Về phía của gia đình của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, thưa quý vị, bà vợ của ông là bà luật sư Nguyễn Thị Dương Hà có nói với tôi là bà đã yêu cầu có 14 người thân nhân của gia đình tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, gồm có bà, em của ông Cù Huy Hà Vũ là cô Cù Thị Xuân Bích, cũng như hai người chú và một số các thân nhân của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ xin được đến đó tham dự. Tuy nhiên cho đến buổi chiều ngày thứ hai giờ Hà Nội thì phía tòa án chỉ gửi 3 cái giấy và không có ghi tên bất cứ một người nào trong cái tờ giấy đó. Tức là theo lời của luật sư Nguyễn Thị Dương Hà nói với tôi thì điều đó có nghĩa là gia đình muốn gửi người nào, muốn để cho người nào đến tham dự thì tham dự. Nhưng mà thưa quý vị, tất cả những cái việc làm của tòa án Hà Nội đều trái với luật pháp, là bởi vì luật pháp không có ngăn cấm thân nhân, không có ngăn cấm bất cứ một người nào có quyền muốn đến tham dự cái phiên tòa ở tòa án, không căn cứ vào cái tòa án sơ thẩm hay là phúc thẩm hay là cao hơn nữa, là vì luật pháp không có ngăn cấm. Đây là nhà cầm quyền tự tiện ngăn cấm các người muốn đến tham dự vụ án Cù Huy Hà Vũ. Quý vị cũng còn nhớ là trong cái phiên xử ngày 4 tháng 4 năm nay, công an đã bao vây tòa án, đã bắt một số người đến tham dự, đứng ở ngoài quan sát cái tòa án, cái phiên tòa xử đó. Không có ai có bất cứ một cái hành động nào chống đối nhà nước, nhưng mà nhà nước cũng đã bắt đi một số người. Thưa quý vị, trong số những bị bắt có bác sĩ Phạm Hồng Sơn và một số các anh em, chị em sinh viên khác đến đó chỉ có mục đích là tham dự phiên tòa, nhưng mà phiên tòa đã bị cô lập. 2-3 con đường phố đã bị cảnh sát ngăn chặn, không cho bất cứ một người nào đến gần. Đấy là cái phiên tòa diễn ra vào ngày 4 tháng 4. Hiện thời phiên tòa tại Hà Nội là diễn ra như thế nào thì chúng tôi sẽ cố gắng theo dõi để tường trình cùng quý vị.
Thưa quý vị, cũng vào ngày hôm nay, ngày 1 tháng 8, thì cơ quan quan sát về vấn đề nhân quyền có tên là Human Rights Watch đã đưa ra một lời tuyên bố cảnh giác là cái phiên tòa xử của tiến sĩ của Hu Hào Vũ sẽ có tác động quan trọng về cái nền pháp chế cũng như là quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam. Và cái cơ quan này nói rằng nếu các vụ án này sẽ lại diễn ra như giống như những cái vụ án tiến sĩ của Hu Hào Vũ xử ngày 4 tháng 4 thì đây là một cái điều rất là đáng tiếc và rất là vi phạm luật pháp. Tiến sĩ của Hu Hào Vũ đã phổ biến một cái lá thư cảm ơn đồng bào trong và ngoài nước đã đấu tranh và đòi thả ông trong cái thời gian vừa qua. Trong cái lá thư gửi cho đồng bào qua người vợ của ông ở tại Hà Nội thì tiến sĩ của Hu Hào Vũ xác nhận lại là ông là người hoàn toàn vô tội, ông không có tội gì cả. Nhưng mà tuy nhiên ông cũng đoán trước được là có thể cái phiên tòa này sẽ duy trì cái bản án 7 năm tù và 3 năm quản chế hoặc là có thể giảm một chút xíu. Thì ông Cù Hào Vũ có viết nguyên văn một cái đoạn như thế này, thưa quý vị, ông ấy coi cái hình phạt nếu có trong tương lai. Thì ông viết như thế này: Cù Hào Vũ không có tội, song cũng biết chấp nhận hy sinh. Xin đồng bào hãy coi như đứa con này lưu lạc xa nhà ít lâu. Những điều tiêu cực không thể sống lâu hơn những điều tích cực. Điều Hà Vũ này lo lắng nhất khi xa gia đình, xa bạn bè, anh chị em ấy là do đất nước này rơi vào tay bọn đại giáo hoặc Bắc Kinh. Đó mới là điều đau lòng nhất của Cù Hà Vũ. Thưa quý vị, đó là cái điều mà tiến sĩ của Cù Hà Vũ muốn nhắn nhủ. Cái điều mà ông lo ngại là đất nước rơi vào tay giặc Tàu, chứ không phải là vấn đề mà ông ngồi tù bao nhiêu lâu, ông chấp nhận hy sinh và ông cho rằng là cái nhà nước này là cái nhà nước đã phạt tù ông một cách vô lối. Ông hoàn toàn là người vô tội. Thưa quý vị, ngoài ra thì còn có một cái tin nữa cũng vào cái ngày 10 tháng 8 này, thì một cái phiên tòa tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa ra xét xử ông giáo sư. Thưa quý vị, đó là ông giáo sư Phạm Minh Hoàng. Ông giáo sư Phạm Minh Hoàng đã bị bắt và đã bị tạm giam hơn một năm nay. Đây là một cái điều hoàn toàn trái luật pháp. Nhưng mà ông giáo sư Phạm Minh Hoàng đã bị tố cáo là người của Đảng Việt Tân và đã đi về Việt Nam hoạt động. Theo như bản cáo trạng của bên tòa án thì cho rằng cũng có những hoạt động chống phá nhà nước. Và bà vợ của ông trong một cái thư đã phổ biến tại hải ngoại vào ngày hôm nay, thưa quý vị, là ngày thứ hai, thì thưa quý vị, bà vợ của ông Phạm Minh Hoàng đã phổ biến một cái lá thư và nói rằng chồng bà hoàn toàn vô tội, và bà đã kêu gọi tất cả các cơ quan đấu tranh về nhân quyền, dân chủ, tự do cũng như là đồng bào hãy tiếp tục đấu tranh cho bà, đặc biệt là chính quyền Pháp. Bà vợ của ông là Lê Kiều Oanh, cái lá thư bà phổ biến ngày hôm nay tại Sài Gòn, thưa quý vị, cái lá thư này đã được gửi cho tất cả các cái tòa đại sứ cũng như là của tòa lãnh sự ngoại quốc ở Sài Gòn cũng như là phổ biến rộng rãi ở trên mạng. Vì vậy cho nên tôi cho rằng đây là hai cái vụ án chính trị và mọi người sẽ phải theo dõi trong cái ngày sắp tới. Thưa quý vị, tôi là Phạm Trần, xin kính chào quý vị.